Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hảo. Thì ngày hôm nay Hảo xin giới thiệu đến với mọi người là một cái chiếc máy mài gốc sử dụng pin của hãng Hilti. Tên của nó là Hilti AG6D gạch ngang 22. Thì như mọi người đã thấy, cái chiếc máy mài gốc Hilti AG6D A22 này á, nó là một cái chiếc máy sử dụng hệ pin Neuron, và nó có được tích hợp những cái công nghệ và những cái chức năng bảo vệ an toàn cho người dùng cao cấp nhất của hãng Hilti tính tới thời điểm hiện tại ha. Rồi thì bây giờ Hảo sẽ quay cận cảnh để cho mọi người xem cái thiết kế bề ngoài của cái chiếc máy mài này ha. Đây là một cái chiếc máy mài gốc sử dụng pin Neuron đời mới nhất của hãng Hilti, mới ra mắt gần đây ha. Thì cái máy chiếc máy này á, nó sử dụng hệ pin Neuron, là tất cả những cái chiếc máy đều sử dụng chung một pin hết, từ những cái chiếc máy bắn vít đến những cái chiếc máy mà cưa bê tông hay đục bê tông hạng nặng đều sử dụng một cái loại pin là pin Neuron ha. Đó. Thì cái hệ pin Neuron này á, nó là một dòng máy riêng của hãng Hilti, nó không có giống chân, không có giống pin, không có giống cục sạc so với những cái đời máy 22V hoặc là 36V đời trước của hãng Hilti ha. Thì đây, Hảo sẽ cho mọi người xem thử cái thiết kế bên ngoài của hãng Hilti ha, của cái chiếc máy mài gốc này ha. Đó. Ở đây nó có một cái khung trắng bảo vệ, nếu mà lỡ mà máy nó có rớt xuống á, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến pin ha. Đó, khung trắng bằng sắt ha. Cái chiếc máy này á, cái thân máy á, nó có trọng lượng là tầm khoảng 2 kg, rồi cái đường kính mà cái dĩa cắt mình sử dụng á, là 125 mọi người ha. Đó. Cái dòng tua cao nhất của nó là khoảng 8.500 dòng, và nó có chế độ là khi mà mình ép tải, cái tốc độ RPM nó sẽ tăng, tự động tăng cái tải lên ha. Rồi ở đây á, Hảo thấy trên cái máy này á, thì nó được Hilti tích hợp hai cái công nghệ an toàn của hãng, là đó là thứ nhất đó là ATC 3D và cái thứ hai là Sentest. Rồi bây giờ Hảo sẽ giải thích cho mọi người biết cái ATC 3D là gì. Thì cái ATC này á, thì nó là viết tắt của cái chức năng kiểm soát cái lực mô men xoắn chủ động của hãng Hilti. Thì những cái trên những cái chiếc máy đời cũ á, nó chỉ là ATC bình thường thôi, còn ở trên cái chiếc máy mài gốc AG6D22 này á, nó đã nâng cấp lên là 3D ATC, có nghĩa là nó sẽ cho cái chức năng này nó kiểm soát được nhiều góc độ hơn, rộng hơn so với cái chức năng ATC của đời cũ ha. Rồi ở đây á, nó có thêm một cái chức năng an toàn mới, đó là Sentest. Sentest đó là có nghĩa là khi mà mình muốn bật công tắc máy á, khi mình muốn bật công tắc máy thì mình phải cầm vô cái thân máy, tại vì cái công nghệ Sentest này á, thì Hilti nó bố trí một cái bộ cảm biến ở trên cái thân máy. Mình phải cầm vô cái thân máy thì cái bộ cảm biến đó mới kích hoạt cho cái máy để chạy ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ thử cho mọi người xem cái Sentest này ha. Nè, Hảo sẽ không cầm lên máy mà Hảo chỉ bật cái nút lên, máy sẽ không hoạt động ha, mặc dù là pin có hiện tín hiệu. Đó, bật công tắc lên rồi nè ha, mà máy không chạy. Đó, mình Hảo sẽ tắt. Rồi cái tay Hảo sẽ cầm vô cái máy ha. Buông cái máy ra nè, buông cái máy ra đó, thì cái máy nó sẽ tự động tắt. Thì cái chức năng này á, nó để khi mà mình sử dụng, nếu như có rủi ro, có tai nạn mà mình buông cái máy ra thì máy nó sẽ tắt. Còn với những cái chiếc máy bình thường á, khi mà mình buông làm rớt cái máy á, thì cái máy nó vẫn hoạt động, thì cái điều đó nó sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng ha. Đó, rồi họ sẽ làm lại thử ha, không có đụng vào máy nè. Bật lên nó sẽ không có bật lên, máy sẽ không chạy mặc dù là pin có tín hiệu ha. Rồi nó sẽ tắt, cầm vô cái thân máy, thử lên
lúc này máy mới chạy ha. Rồi em sẽ buông tay ra nè, đó là máy sẽ được ngắt liền. Đó là cái chức năng của bộ cảm biến Sentest đời mới nhất của hãng Hilti ha. Đó. Rồi bây giờ Hảo sẽ thử qua cái chức năng 3D ATC cho mọi người cùng xem thử ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ thử cái chức năng 3D ATC trên cái thân máy mài gốc Hilti AG6D22 này ha. Thì trên những cái con máy đời cũ á, thì nó cái chức năng ATC của nó chỉ hoạt động khi mà cái máy mình đang sử dụng mà đột ngột thay đổi cái hành trình khoảng 45 độ thì lúc đó cái máy nó sẽ ngắt ha. Còn ở trên cái con máy mài Hilti AG6D22 này á, thì nó nâng cấp cái chức năng ATC đó lên thành là 3D ATC ha. Thì cái nâng cấp này á, nó sẽ giúp cho cái chức năng ATC 3D này nó có vùng quản lý nó rộng hơn, nó hoạt động nó nhanh hơn, nó nhạy hơn cái chức năng ATC đời cũ ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ bật thử cho mọi người xem cái chức năng đó ha. Nè, test thử cái sen test luôn ha. Nó bật lên nhưng mà không, cái tay mình không có chạm máy thì nó không có kích hoạt được cái bộ cảm biến để mà nó lấy nguồn pin lên ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ tắt, chạm nắm vô cái thân máy lại. Đó. Rồi bây giờ Hảo sẽ thử cái chức năng 3D ATC ha. Đang làm đi. Đó, máy đã ngắt ha. Giống như là khi mà mình bị kẹt lưỡi đó, thì cái máy nó sẽ quay theo một cái chiều hướng nào đó mà mình không kiểm soát được, thì cái lúc đó là cái chức năng ATC 3D này nó sẽ ngắt lại liền ha, ngắt cái máy, ngắt hoạt động liền. Rồi Hảo mua khởi động lại ha. Đó, mọi người thấy ha, ngắt liền, rất là nhanh, rất là nhạy. Thì Hilti nó là một cái thương hiệu vua công trình, thì nó tính toán độ an toàn cho người sử dụng rất là cao mọi người ha. Thì trên những cái chức năng mà những cái chức năng mà kiểm soát mô men xoắn hay là những cái chức năng mà cảm biến khi mà lưỡi cắt bị kẹt thì máy ngắt, ở trên những cái hãng khác thì nó vẫn có nhưng mà nó chỉ đổi tên thôi, giống như là Makita thì nó là AVT, còn trên thân máy Boss đó thì nó là Kickback Stop ha. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm thực tế mà Hảo đã từng cầm xài những cái máy qua đó, thì Hảo thấy Hilti thì nó làm những cái công nghệ an toàn giống như là ATC hay là AVR, rồi gần đây nhất là cái công nghệ Sentest này thì nó cực kỳ nhanh, cực kỳ nhạy ha, và nó hoạt động rất là có hiệu quả. Tại vì nhiều khi mình làm công việc mà nó có những cái tai nạn, những cái rủi ro mà mình không có lường trước được, mặc dù là mình cũng chuẩn bị kỹ kỹ càng rồi ha, nhưng mà đã gọi là tai nạn mà, thì nó xui xẻo xui rủi gì đó mình đâu có biết trước được. Thì chiếc máy Hilti AG6D22 này nó sẽ bảo vệ an toàn cho mình rất là cao ha. Rồi bây giờ thì Hảo cũng chia sẻ cho mọi người thêm một cái cách mà để mình sử dụng cái máy mài gốc đúng cách ha. Những anh em nào mà chuyên nghiệp á, thì mình bỏ qua hoặc là coi cho vui, còn mà những anh em nào mà chưa có sử dụng cái máy mài, chưa có kinh nghiệm mà sử dụng cái máy mài gốc này thì anh em xem tiếp ha. Rồi thì khi mình cầm mình cắt thì mình sẽ chỉnh cái cạc te bảo vệ này theo cái hướng mà nó hướng vô phía mình ha, để trừ hao nhiều khi mà bị dấp đá, bị kẹt đá thì nó bị bệ đá nó văng thì cái miếng cạc te bảo vệ này nó sẽ bảo vệ mình, nó không để không có bị mà đá nó văng lên người mình, rất là nguy hiểm ha. Thì Hảo lưu ý với lại những anh em mà mới xài máy mài gốc thì có hai cái điều tuyệt đối không nên làm, đó là tháo cái cạc te che đá này ra. Thì có nhiều anh em người ta nói là gắn cái cạc te che đá này vô nó khuất tầm nhìn, nó khó nhìn thì nó khó chịu gì đó, nó khó thao tác. Nhưng mà đây là một cái bảo hiểm sinh mạng cho mình rất là quan trọng, mình không bao giờ được tháo cái này ra. Vì nhiều khi mình sử dụng đá đó, nó có vết nứt sẵn hay là nó có những cái vết
vấp nào đó, thì nó khi mà nó bể đá lên, nó với cái tốc độ mà đá nó bể nó ghim lên người mình đó, là chỉ có từ chết đến tàn phế thôi, chứ không có nào mà nó nhẹ đâu mọi người ha. Cho nên cái cà te che đá này là mình không bao giờ được tháo ra ha. Nếu như mà mình bị hạn chế tầm nhìn đó, thì mình có thể là mình chỉnh được những cái kiểu che đá, nhưng mà tốt nhất, họ thấy tốt nhất thì cái phần che đá này nên hướng vào phía phía người mình ha. Rồi cái lưu ý thứ hai là tuyệt đối không sử dụng những cái lưỡi cưa gỗ mà nó sắc nhọn để mà mình gắn vô đây, mình thành coi như là mình thành được cái lưỡi cưa ha. Cái đó thì không nên, tuyệt đối không nên, nó rất là dễ bị bể đá, hoặc là nó vướng á, nó vướng cái lưỡi cưa thì cái miếng đá hiện này nó văng á, thì nó đã rất là nguy hiểm rồi. Còn những cái lưỡi cưa mà nó vừa dẹp nó vừa sắc á, thì nó nếu mà nó văng vô người mình á, thì nó chỉ xuyên từ bên này qua bên kia luôn đó. Cho nên tuyệt đối mình không sử dụng cái lưỡi cưa gỗ để mình gắn lên cưa gỗ ha. Đó là hai cái điều mà Hảo lưu ý đến những anh em mới xài máy mài. Hảo xin nhắc lại ha, hai cái lưu ý đó là tuyệt đối không nên mở cái cặp te che đá ra, và cái thứ hai là không nên gắn những cái lưỡi cưa gỗ, cưa sắt gì đó vô để đây mà mình sử dụng ha, rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ thì Hảo sẽ hướng dẫn cho những anh em mới sử dụng cái cách sử dụng cái máy mài gốc này ha. Thì khi mà mình sử dụng khi mà mình bật máy lên á, mình phải đứng né nó qua một bên như thế này, tạo thành một cái thế gọi là vuông góc ha, vuông góc, để khi mà có sự cố hay là có dấp đá gì đó thì cái đá nó sẽ không có bị văng. Nhiều khi là cho dù có cà te che đi chăng nữa thì nhiều khi nó bể nát á, thì nó văng, mà cái lực nó văng rất là mạnh, nhiều khi là nó sẽ vướng vô cái người của mình. Cho nên khi mình đứng cắt á, mình nên để cái máy là một cái góc vuông 90 độ so với cái người của mình ha, né một bên như thế này luôn cũng được nữa đó. Rồi cái thứ hai á, cái chiều khi mà mình bật cái máy lên mình cắt á, mình sẽ hướng lên trên ha, mình sẽ đẩy lên trên, mình sẽ đẩy lên trên ha. Đó rồi á, cái máy cắt này á, thì nó sẽ cắt một cái vật liệu kiểu là nó mài mòn, nó mài mòn từ cái đá này á, nó mài mòn cái vật liệu mình cắt, chứ không phải là nó cắt bằng cái độ sắc của lưỡi giống như là những cái chiếc máy cưa dĩa hay là cưa vòng ha. Nên anh em á, không phải anh em khi mà mình cắt á, mình đè xuống như vậy luôn thì nó rất là nguy hiểm và rất là hao pin. Còn cái mình cắt á, mình sẽ liếc lên cho nó mài mòn từ từ thành một đường, lúc đó mình mới đè xuống ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ làm thử cho anh em mới sử dụng máy mài xem thử ha. Xem Hảo sẽ đẩy thẳng hướng lên ha. Ban đầu thì mình sẽ liếc từ từ ha, cho nó đã có cái đường rãnh rồi đó, lúc đó mình sẽ cắt cho nó dễ. Đó ở đây á, nó có một cái tay cầm phụ, nếu như mình cầm mỗi tay á, mình phải cầm lên đây nha. Thank you.
Thường thì khi mình cắt thì Hảo sẽ xoay chiều qua chứ không có đè như thế này. Nhưng mà cái này thì Hảo chỉ giống như là Hảo chỉ cắt thử cho mọi người xem thử cái lực tham khảo của cái chiếc máy mài này thôi ha. Thì cái này á, cái máy mài gốc này á, nó sẽ cắt theo kiểu là nó mài mòn, cho nên khi mà cái vết cắt của mình cắt ra nó sẽ có những cái vết ba vớ. Đó, như thế này thì mình phải liếc lại trên cái kiểu như thế này mới mới ok được ha. Đó. Rồi thì cái Hảo xin clip của Hảo đến đây là kết thúc ha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cái thân máy mài gốc Hilti AG6D 22 này á, thì khi mà Hảo mua xách tay ở bên Mỹ về á, thì cái giá thân máy là rơi vào khoảng tầm là 9 triệu rưỡi ha. 9 triệu rưỡi một cái thân máy chưa tính pin sạc mọi người ha. Đó, như thế này đó là 9 triệu rưỡi một thân máy mới Hilti AG6D 22, 9 triệu rưỡi mọi người ha. Rồi cái clip của Hảo đến đây là kết thúc. Nếu như mọi người xem clip thấy hay thì mọi người like rồi đăng ký kênh cho Hảo có thêm động lực để làm những clip mới ha. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ.